Xin được kính chào các anh chị em, chúc các anh chị em thật nhiều sức khỏe, thành công và sở hữu được những chiếc xe mơ ước. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi có chào bán một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động. Như các anh chị em đã biết thì thời điểm năm 2017 là cái thời điểm mà xe Toyota Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Việt Nam, về Việt Nam từ Indonesia. Và đây là dòng xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động. Thời điểm đó thì cũng có rất nhiều phiên bản, trong đó có máy xăng hai cầu, máy dầu một cầu số sàn và máy dầu. Đây là máy xăng một cầu số tự động. Máy xăng một cầu số tự động, xe này thì xe biển Hà Nội đi còn rất là mới. Nếu như anh chị em để ý thì cái dòng xe này là dòng xe có nhiều tính ưu việt hơn cả, bởi vì đây là một trong những mẫu xe gầm cao, máy thoáng mà lại nhập khẩu nữa. Cái chất lượng của nó thì không còn phải bàn cãi, vì cái chất lượng của nó rất là tốt. Đây các anh chị em cũng có thể thấy đây, máy xăng nhé. Máy xăng thì được trang bị động cơ 2.7. Đây. Rất nhiều các anh chị em cũng đắn đo suy nghĩ vào cái xe này có tối nhiên liệu không. Trong ngoài đô thị là 9,5 lít trên 100 km, trong đô thị là 13,8 lít trên 100 km và đường kết hợp là 11,1 lít trên 100 km các bạn nhé. Các anh chị em thân mến thì cái dòng xe này thì chúng ta cũng có đây, có rất nhiều những cái băn khoăn khi mà cái xe này thì các bạn sẽ alo ạ, có rất nhiều cái băn khoăn. Xin lỗi các bạn, về nghe điện thoại. Khi mà xe có bị tai nạn hay không, xe có ngập nước hay không, xe có tháo cổ máy hay không, thì đây là những cái mà chúng tôi đang cam kết với các bạn, xe hoàn toàn là không bị tháo cổ máy, không bị đâm đụng mà không bị tai nạn, cũng như giấy tờ hồ sơ xe là hoàn toàn đảm bảo yên tâm. Sẽ được trang bị rất nhiều những trang thiết bị phụ kiện, màn hình DVD, camera lùi, hệ thống điều hòa tự động. Đây là hệ thống điều hòa tự động nhé. Chế độ lái Eco Power, rồi hộp số tự động 6 cấp. Các bạn có thể thấy ạ, hộp số tự động 6 cấp, vô lăng lái 3 chấu. Ghế da rồi nhé, ghế da nhé. Xe được trang bị cái đây, ghế chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện nhé. Toàn bộ cái hệ thống lên kính đều trang bị là tự động các bạn nhé. Lên kính tự động. Loa này. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc Fortuner máy xăng. Các bạn thân mến thì cái dòng xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá khoảng tầm hơn 900 triệu một tí thôi. Nếu như anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe thực sự thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline hoặc là số điện thoại của tôi để có thể nhận được những cái báo giá là tốt nhất. Nếu như các anh chị có nhu cầu mua một mẫu xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ giảm giá ngay lập tức 10 triệu đồng cho anh chị em nào đăng ký kênh trên cái kênh của chúng tôi. Số lượng thì rất có hạn. Xin được trân trọng cảm ơn quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, tìm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn.